thì môn khí công bây giờ là hiện nay là cái môn nó đặt cái tên nó mới, nhưng mà nào biết bên châu Âu á thì ta gọi là thái cực tai chi, ví dụ gõ vô mạng mình muốn tìm khí công mình gọi tai chi, cái nước ngoài người Mỹ người Pháp châu Âu nói tai chi họ biết này, mà bản thân mình ở đây mình ra mình thấy múa thái cực vì mà không có môn môn người nào học các môn khác thì múa được nó, dù cho anh học yoga anh học võ thuật trên múa thái cực cũng hơi dễ. Cái người múa thái cực quyền là có cái tính khí gì đó, cái khí nó nằm trong các bài đó. Mà tất cả các bài khác không có, đầu nhận đầu tiên của mình là khí là cái gì, thấy bài nó hay bài đó. Còn bây giờ toàn thế giới ở Việt Nam mình làm nó đọc cả mấy chục gần cả 5-60 năm ở Sài Gòn các đơn nghe cái tài chi hết mới đọc thì hiểu chứ còn cái từ thôi người xã hội. Nhưng cái bài đó không phải dở đâu, bài đó đỉnh cao nhất của môn khí công Việt Nam. Tại đó nếu nó ra xuất phát từ thế kỷ thứ 9 thứ 10 nó ra đời. Lịch sử bây giờ cái môn khoa học nào cũng vậy, khoa có lịch sử, nó như toán học có lịch sử, rồi hóa học có lịch sử, môn khí công có lịch sử. Cho nên người học khí công không biết lịch sử khí công là không phải trong ngành khí công này. Muốn học khí công đầu tiên phải hiểu lịch sử nữa. Lịch sử khí công đầu tiên, cái bài đầu động công đầu tiên trên thế giới hiện xuất hiện ra là bài ngũ cầm ý của nhà là nhà y học nổi tiếng của Hoa Đà sáng tạo ra. Bài ngũ cầm ý là khí công động đầu tiên của trên thế giới là thế kỷ thứ 3. Sau thế kỷ thứ 5 là bài khí công dịch cân kinh và tẩy tu kinh là thế kỷ thứ 5. Rồi thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9 là ra bài bắt cầm cầm thái cực quyền lục tượng biết và bắt quay từ từ qua tới đó là đỉnh cao nhất của khí công. Tại sao đỉnh cao? Bây giờ mình mới giải thích khí công là cái gì và nó dựa trên đâu, nó ra một môn khí công nó ra đây khoảng cái lý luận nó bắt nguồn từ thời Phục Hy rồi, tức là môn kinh dịch ra đời. Mà khí công là cái giải thích rõ nhất về kinh dịch. Còn nhiều bói toán rồi về phong thủy thì nó nói còn mình nói rất là mơ hồ, còn cái khí công của mình nó nói rõ trong người mình luôn. Cái năm mà Phục Hy tìm ra đó là cái kinh dịch. Kinh dịch là cái gì? Là cái lý luận âm và dương. Mà hiện nay cái điện thoại mình đang xài mình dùng cái 01 là hệ nhị phân của điện, có điện mà không điện cũng chế ra biết bao nhiêu nhóm mình đang xài. Nó chỉ dùng hệ nhị phân thôi, nó chưa tới âm dương đó. Tức có điện không có điện đã sáng tạo ra những cái mặt mình hiện nay mình đang thấy không là cái máy quay. Tại sao cái mặt mình nó không quay được, mặt mình y hình cái nó đưa ra mình thấy trên mặt này thấy được. Thì trong kinh dịch là gì, nó phân tất cả thế giới này không mà có, nó quy tất cả vật chất xung quanh về không, nó thành một cái hàm số không mà có mà xử lý hết tất cả. Cái giống như thế này, nó quy tất cả những hình ảnh cái gì mà âm thanh video rồi chữ viết thành không mà một, nó thành một cái mạng, nó xử lý hết thì nó ra hết những cái mà hiện nay cái đó mới là cấp thấp của kinh dịch thôi đó, mới là không mà một đó mà nó bị lý luận hiện nay. Bây giờ nói về khí là cái gì, nhớ nhé, khí không phải là năng lượng. Nếu các tài liệu khí công mà nói khí là năng lượng là sai, bởi vì chính từ cái từ mà dịch ra phía ngoài vấn đề chữ quy công cũng không giống dịch cái e nhà khí công được. Dịch cái energy là sai rồi. Energy là của Einstein bằng e là năng lượng bằng khối lượng nhân gia tốc bình phương sáng, khí không phải cái công thức đó. Một lý luận đầu tiên chứng minh khí khác năng lượng chỗ nào, một tinh trùng của con người trộn với trứng của phụ nữ ra con người, nhưng hóa chất tinh trùng tức là tổng hợp đó chứ tinh trùng là hóa chất tổng hợp của trứng trộn nó ra con người. Một cái trứng giả của Trung Quốc cho là cái lòng đỏ lòng trắng không thể được chế con gà, còn trứng thiệt ở mấy ngày sau sự hấp nó ra con gà, trong đó có khí đó. Cái khí nó khác chỗ đó, bây giờ rằng cái khí nó làm sao lấy, cái khí là gì, là sự sống bên trong, không có ai có sự sống. Năng lượng energy của Mỹ của cái kia là nói về quan hệ giữa vật chất và ánh sáng thôi, chứ nó không phải là khí, nó là cái mối quan hệ dính cái vật này. Tại cái nguyên tắc của định luật Einstein là cái gì, là cái vật bình thường cứ chạy nhanh nó vô, chạy nhanh cái bằng ánh sáng nó vô, chạy không nó vẫn là nó.
cái chuyện động nhanh nhìn 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 không thấy. Qua khỏi 24 hình trung gian thấy không thấy hình, người nói của hình nó vẫn đủ năng lượng, vẫn là dạng vũ hình mà tốc độ cao chứ không có khó gì. Cái đó là vũ quan hệ vũ vật là chạy nhanh lên nhưng không chạy nhanh, còn khí không phải cái đó. Khí là sự sống. Bây giờ mình có bệnh là khí mình mất khí là chết vậy thôi, có khí là sống. Bởi vì trong chuyện Tây Du cái bà Phật Bản nó rảy một cái gì vô cái cây khô mọc thì cái bảo khí này như phép thuật. Bây giờ làm sao lấy được cái đó trong thiên nhiên? Mình để ý thiên nhiên là cây nó lấy được khí đó, khí của trời, lấy khí của đất nó tự sống được à, nó có sự sống nhờ khí trời khí đất. Cái cây đó có loại thực vật, còn động vật á nó ăn cái đồ của đất đẻ ra, tức là những cái đồ đất chui lên nó ăn cái đó nó sống, cũng lấy đất nó đẻ ra những cái mọc trên đất mình gọi là hậu thiên. Bây giờ tại sao ta lấy cơ sở nào gọi là sau trời hậu thiên, là sau trời là tiên thiên, là trước khi có trời là hậu trời, trước khi mình sanh ra nó gọi là tiên thiên trong bụng mẹ mình. Thì mình coi cái xem ra cũng giống như trước khi xuất xưởng nó ra xem ra cái xe, thì những năng lượng nó ban đầu ra cái xe gọi là tiên thiên. Cha mẹ mình nó phối hợp nó làm là tất cả năng lượng thành mình. Đó là cái ban đầu, cái tiên thiên là sẽ sống bao nhiêu nó có rõ ràng khi mới đẻ ra cái lúc đấy là cái xe để xài bao lâu được, giống xe Honda xài bao mấy năm là tăng đẳng. Nó biết thế thì cái đó là tiên thiên. Khi mình ở trong bụng mẹ là cái cuốn rúng mình là cái ống máu nó nuôi mình, trong đó cắt ra thì nó máu mà. Nhưng trong đó có khí, có sự sống. Người ta ngày xưa nói người nuôi vào khí và huyết. Mình sống là cái cuốn rúng nó nuôi mình thôi, cái rúng mình nuôi mình trong bụng mẹ chỉ ăn nó sống, không có hơi thở nha, không ăn không gì không nái nha, chỉ có khí mà cái nuôi người. Cái đó là bí mật đầu tiên của khí công tịnh trong sơ đồ nội kim đồ thế giới hành, là có bào thai người sống không cần ăn uống. Cái đó là bí mật đầu tiên của khí công tịnh. Đến khí công là mấy đạo gia, tức là đạo sĩ sự nghiêm, tại sao cái thằng bé trong bụng mẹ không ăn uống sống, và tìm ra cái bí mật đó là đến khí công sau này mình sẽ học tới. Và khi mình sanh ra thì có ba cái ăn uống thở. Ăn uống là hậu thiên, là từ đất đẻ cái gì ra cái nuôi bụng, vì cái bao tử là hậu thiên, tức là nó lấy đồ ăn từ đất đất mọc lên nó bỏ bụng nuôi của mình, cái nó hậu thiên. Không khí cái khí thở tiên thiên là cái hơi thở bên ngoài là khí của trời, cái chui vô cái khí của nó từ đất đẻ ra, đẻ cây với đồ trộn nó hay nó nuôi, cái đó là hậu thiên. Sau khi đẻ ra hậu thiên là sau khi đẻ tiên thiên, trước khi đẻ tiên thiên là cái năng lượng, cái khí ban đầu nó tạo ra toàn thể cơ thể mình và nó từ nó sống. Nhưng mà khi sống nó phải có hậu thiên, giống xe ra phải đủ xăng đủ chất vô mới sống được. Nhưng mà con người bây giờ có một cái sai lầm lớn, biết kiếm tiền không biết kiếm vàng, sức khỏe là vàng không biết kiếm. Cái xe mình đi trong ca một tháng mình phải rửa xe rồi thay nhớt rồi hàng ngày rửa sạch ăn uống đó. Nhưng bảo dưỡng không bỏ, bây giờ có bảo dưỡng chuyện tu trung tu lại tu xe mình làm xe mình làm đúng thì xe mình tốt 10 năm cũng như mới. Còn mình còn được hiện nay là không ai làm được đó. Nhiều người thì không biết trong người mình có mấy món nữa. Mấy món để hoạt thành con người đặng ngủ hay có nó đếm đồng người, mỗi người trong một sức chưa chắc đếm đúng. Đừng có mấy món để mình tìm có cái người mà chẳng phải giết hết rồi lại có người có bao nhiêu món. Ví dụ xe Honda còn biết những cái xe Honda mình biết không mấy món, thì bánh xe cái xe cam biết rồi mình biết, còn những người chiếc của mình không có biết thì trẻ tuổi. Bây giờ nói bảo dưỡng cái bao tử hàng tháng bảo dưỡng cái nào không thèm bảo dưỡng, tiểu tu trung tu đại tu bao tử không biết luôn, người hai món cơ thể không biết thì cho bệnh đó lâu đắng mà chịu. Bảo dưỡng thì có ăn uống, có tập luyện. Con người có ba cái tác động lên cơ thể mình là cái gì? Là cái tinh thần. Tinh thần một đêm không ngủ, không lo âu sáng mai là bạc tóc râu ra dài. Những cái tinh thần của mình hào nặng, nó hào khí gì bao nhiêu. Cái đó là một cái tác động mạnh tới sức khỏe người. Tinh thần số 1 đứng đầu. Cái thứ hai là máu huyết không lưu thông, thêm cái bệnh thứ hai.
tức là đường xá của thành phố bị nghẽn, đường này nghẽn, đoạn này cầu bị kẹt, thì xe kẹt xe tùm lum thì không bao giờ phát triển sức khỏe cơ thể người, tức là kinh mạch máu huyết không lưu thông, mà máu là mấy cái ống máu của người là huyết nó dính tới tim, còn cái máu mà nó chạy nhanh chạy chậm là nó khí, tức là nó giống như có thông tin là nó chạy máu đi. Cái máu nó có hai cái vấn đề đó, gọi là khí và huyết. Bây giờ để ý huyết nó luôn luôn ở khắp mọi nơi, có thể dùng giống chúa ở mọi nơi, khí đi theo khí cũng ở khắp mọi nơi, thì là máu chữa được tất cả những bệnh trong người mình. Mà máu từ đâu ra để tìm là tại sao cái máu có thể chữa được tất cả bệnh của mình, mà trong máu nó lại có khí trong. Cái này khó giải thích. Bây giờ thầy ngồi đây thầy có suy nghĩ là cái khí á, cái suy nghĩ là nó vô hình đó, còn thân xác là vật chất là màu, cái đầu của suy nghĩ là khí đó, rọi to lên nguyên tử không thấy, không thấy cái khí đâu, không thấy đâu, suy nghĩ sao thấy vẫn tồn tại hay nó tiếp tục, mà cái khí nó ra khỏi cái chân, tức là hồn về khỏi xác, trong từ người từ trong trong về về trong ngành về huyền học, cái hồn với xác khác nhau, cái hồn giống như dạng khí, cái suy nghĩ ngồi tưởng tượng suy nghĩ này suy nghĩ nọ nó là vô hình mà nó đâu có gì đâu. Cái khí đó bây giờ cái khí đó cái não mình suy nghĩ được nhờ có một cái năng lượng, cái năng lượng đó, cái này mà năng lượng mình tạo nói so sánh cái năng lượng của Mỹ mình đưa vô chứ không phải năng lượng đâu. Cái não này có sự sống, nó có suy nghĩ được, thì trong người mình nghĩ là da nó có sự sống, thì da nó mới già nó chết đi đó. Nó có nguyên tắc của một vật chất nó phải sanh ra lớn lên chết đi, mình cũng sanh ra vật chất để sanh ra lớn lên chết đi nhiều lắm. Nếu có bệnh là họ Phật nó bỏ chữa bệnh ra đó, cả đời Phật kiếm bỏ chữa bệnh ra rồi, là ra môn khí công Phật gia tiên gia cũng vậy, làm sao bỏ chữa bệnh ra, nguyên tắc tất cả vật chất phải sanh ra lớn lên chết đi làm sao có bệnh được. Cái xe mình chạy nó chạy cho tốt là nó hư hả, còn mình làm không bảo dưỡng nó sẽ hư. Thì cuối cùng là tìm ra cái bí mật là khí công chuyển sinh là bảo dưỡng. Bây giờ bảo dưỡng là sao? Bây giờ bản thân mình là một cơ thể là một tổ chức gồm nhiều thành phần, trả lương nó một tháng bao nhiêu, quý vị bỏ tiền một tháng mấy cũng có được 500 ngàn cho bao tử không, nuôi bao tử không có, thì quý vị chết. Trong Đông phương mình gọi là bất hiếu, nuôi mình không lo hết thì có nó phải mình đáng chịu. Con mình không thèm nuôi mà tại sao quý vị đẻ con gì còn nuôi, còn cái xác thân này nó nằm rét này không thèm nuôi nó, mình ăn cho mình thôi còn nuôi nó đâu, bây giờ bỏ tử ai giữ mấy luôn, bây giờ phải nuôi nó. Nó là một sự sống trong người, trong người có 12 tạng phủ, có 12 sự sống, da có sự sống của da, thịt có sự sống của thịt, xương có sự sống của xương, nó có sự sống đâu cho nó hơi cái vật vô tri vô giác này nha, xương có phụ cửa được. Cái thịt mình mới trước khi chết cái này nó muốn nhất sự sống là có đó. Thì da người da có khí thì da nó đẹp, chứ sự khí là cái người giống như cái người mà hang mặt từ từ hang là cái khí đó. Khí sắc cái phần khí sắc của người thì tất cả các cơ phận mình đều có khí sắc, cái xương khí sắc tốt là trắng đẹp bóng da và đẹp, da bóng như là cái gương, nó có sự bóng nào đó cái khí mà. Thì da làm sao có khí, thịt làm sao có khí, thịt mình có khí mình giống như thịt bò mình ra đỏ ao nhìn nó thịt ngon đó là khí nó, còn thịt thâm đen cái gì đấy thịt đó, thịt mình nó đậm thâm đen thì da mình thâm đen rồi thì khí sự sống, thịt mình có sự sống nó đẹp, da nó sự sống đẹp, xương sự sống nó như tăng tăng nó nghe cộc xương sự sống, còn tủy sự sống là phản xạ được nha, não có sự sống là đi linh giác có thể đoán trước đoán sau, tiên đoán trước hết những cái gì đó là những sự sống trong những cái vật chất của người mình. Bây giờ khí bắt đầu nó nghe nó có một cái hệ thống giống như một cái mạng máy tính con người mình, là trong con mạng mình nghe những cái điện thoại mình nghe nó có mạng internet, mình đem vô đây mình lấy mấy cái này liên lạc với nhau, đó là những cái trạm, thì trong người cũng có mạng đó. Mạng khí gồm 8 tiền kinh và 12 kinh mạch, giống như có
8 cái server và 12 cái đường, 12 cái mạng. Toàn hệ thống con người mất mạng, và sau điều hành mạng thì chỉ huy được hết cơ thể, giống y như tính bây giờ. Thì muốn chỉ huy cái đó thì tập cái gì? Mà tất cả nó đều những cái mạng thì nó cấp những thông tin, còn cái vật chất nó cấp máu, mang để cho lại. Thì trong một vật chất nó thường thường nó có cái có một cái thông tin thôi. So sánh giữa Đông Phương và Tây Phương cái gì? Tây Phương nó nói khối lượng và năng lượng, còn mình là cái xác và cái suy nghĩ, là khi cái xác nó có cái khí, còn bên kia nó vật chất đó, nó năng lượng đó. Hai cái trong một bên mình cao nó, bên kia đó là cái vật như cái xe tăng đó, là cái vật chất nó dạng rồi nó có đổ xăng nhưng mà nó chạy, cái năng lượng là cho chạy xuống mình là cái bọc thịt nó cũng đổ xăng, mình ăn uống nhưng mình có sự thông minh, cái thông minh là cái xe không được, cái khí là ghê rồi. Nó biết lúc nhất, nó biết tính toán, biết lò lắng, biết biết tính tới như nó đủ thứ đó. Cái khí này mới ghê, phần thần năng lượng kia, năng lượng chết. Cái gì một cái máy mà robot của bên năng lượng chế ra chỉ biết bấm cái giờ thì còn hết. Còn mình dơ lên thân giờ đụng cái cây thân né thôi. Cái tay mình dơ lên né. Còn cái thằng mà nghĩ mà nó làm cái tay này bấm lúc cho dơ tay có gì mà phá luôn con mình vô. Vậy cái tay mình đưa thấy cái gì né. Cái đó là đâu ra? Chỉ có khí nó có. Thì nên từ đó bắt đầu mấy nhà khí công người xưa nó nói bây giờ cái khí này nó gặp cái cản trở nó biết né thì nó chữa được, không có bệnh nào nó không chữa được. Nếu mà nó chữa được thì con người không sống được bây giờ, nó luôn khí không bao giờ thua bất cứ bệnh gì. Nếu mà nó thua thì giờ người chết hết rồi, cũng như bây giờ mình nói là con người có phân minh, có đi qua thảo con chó có phân minh, sao nó cũng sống với mình bây giờ, có đi qua có thuốc men thì bắt đầu hai đàn nó quan sát ngủ không quan sát rồi thuốc, tại sao nó sống cùng thời mình, nó không cần không có đi qua không có gì hết, nó sống đi cùng với mình luôn, nó quy bệnh nó cũng không tới bệnh viện. Thì nó tìm ra là sự vận động của loài thú chính là lấy được cái năng lượng, lấy được cái khí sự sống. Không là ngũ cần ý khí công, tức là loài thú lấy cái năng cái khí nó cách nào, ngũ cần ý năm cách lấy khí của năm loài thú mạnh nhất trong xã hội. Con bò mạnh cái gì, con khỉ mạnh cái gì, con chim á trên cao đây xuống thì nó bốc lên được, vậy nó không được bị cái mạnh ở ban ngày sụt xuống trồi lên đây. Mình thử và mấy người mà bị cái mạnh vô cái máy mà nó quay vô quay thì dám lên không, chết liền tại chỗ. Thì hôm nay con chim nó có cách nó tạo làm sao để nó không bị người ta nghe không, nó tìm là kiểu tìm con cọ nó sợ da nó đẹp nó nóng thú là con cọ là cái phổi mà ví dụ tìm vậy. Và con nó tập những động tác nào bây giờ cái những động tác nó gọi là đạo dẫn, tức là nó đi đúng cái đạo luật trời đất, cái con thú nó vua đúng luật trời đất là nó sống, nó không được. Cái đó là cái từ trong khí công là đạo dẫn, dẫn là dẫn khí đi mà theo luật của trời đất, đạo là tự nhiên nó có, không có ai đặt ra hết. Giống như là chữ đạo là khó giải thích, là sự tự nhiên không ai có cái này, đạo là cái này ra đạo, nhờ đạo nó ra, tức là nó có cái nhà máy làm ra, cái luật nó phải qua cái nhà máy làm được dựa đủ thứ rồi. Cái đạo nó là cái này phải đi theo cái đạo đó, theo cái quy luật nó mới ra cái này, theo quy luật của nó mới ra cái đó, cái đạo của nó, cái này đạo của nó, mỗi cái có một cái đạo gì đó. Người cũng có cái đạo, người là đạo cao nhất, trên của đạo của vũ trụ là đạo của vũ trụ, tức là mặt trăng, mặt trăng mới là sao nó mặt trăng trên ngày xưa người ta nhìn lên trên thấy tinh tú và các cái hành tinh. Những cái đó giúp người ta định hướng, ban đêm nhìn nó bắt đầu à cái định hướng nó ra ngoài, cái đó cái hướng tức là gì, là trí thông minh mình có cái hướng để mình đạt, cái đó gọi là thiên khí, tức là cái ánh trăng nó đem lại xung quanh mình để mình biết hướng đi, cái đó là khí thứ nhất, là thiên khí. Khí thứ hai đó là khi đó mình học cái gì lên mình ao, mình tồn tại thì mình đứng giữa người thiên địa nhân đất và người, người khôn nhất
người biết xài hai cái đó thế kia nó biết xài rồi, mình biết xài hai cái đó thì mình có nhất khả năng con người là ghê nhất, mà con người ghê nhất quậy nhất có đó. Cái giỏi là có cái xấu thẹn nó quậy cũng khủng khiếp, mà nó xây dựng cũng khủng khiếp, thành ra chia làm hai chuyện ác đó là dương âm tức là thiện và ác, mà cái thiện luôn luôn thắng thì con người mới tồn tại không ai, tức là cái khí chữa bệnh đứng đầu, khí phá là không tồn tại là bệnh. Do đó những cái bệnh khó khăn đều chỉ cần nó chữa được lại, nhưng mình đã chưa tìm ra, tại vì khi mà bệnh là dạng vật chất, muốn tiêu diệt vật chất chỉ có vô hình mới tiêu diệt nó thôi, tức là phản vật chất mới làm tiêu diệt được thôi. Thành ra không bao giờ lấy thuốc mà chữa được bệnh, bởi vì nhiều cái loại vô hình chiếm đi mất, biến mất cho nó thì không còn, bom tử nó thải vô đen biến mất thì còn bom tử hoạt động được. Cái đó thì vô hình nó mới ghê. Nó mới trị được những cái bệnh nó không thể trị được, chỉ có cái đó ở một thời điểm ngắn nhất nó hiện ra biến mất, giống như con virus corona. Con người sao không bị, tức là ở thời điểm đó trong người nó tiết ra một cái ánh sáng tiêu diệt được nó mà không tìm ra cái cách đó, nên khoa học gia mới tìm gọi là vaccine, là học theo lấy con cái virus nó là yếu dần cho cái cơ thể học cách đánh nó, còn lúc cơ thể nó giết cái gì không tìm ra, thành ra mới tồn tại vaccine. Không tìm được cái chất đó vô hình, không tìm ra, không phát triển trong bản phân loại tuần hoàn của nó, thành thuốc, thành ra để là vắc xin đó. Thành ra những cái thuốc, những cái bệnh mình chữa được dùng vắc xin này, tức là cơ thể lúc mà thời điểm nó nhắc đến tiết cái chất mà không có chất để tìm ra cái gì để chữa bệnh đó. Và tìm ra thì uống chữa cần gì vắc xin. Mà khi mình tìm ra cái vắc xin rồi mình thấy rõ ràng chính con người chữa bệnh chứ không phải thuốc. Vắc xin không chữa cái cơ thể nào chống như mày. Mày làm yếu cái vi trùng để tao giết vi trùng chứ không phải mày à, không phải thuốc xin đâu, mà tao giết vi trùng như nè, mà giết bằng cái gì? Mấy nhà khoa học ngày xưa nó khí nó tiêu diệt tao được, chứ không thể nào thuốc nó cái hữu hình không cùng loại không diệt được, tỷ vô hình mạnh mà giống năng lượng về nguyên ra nó mạnh hơn vật chất hàng tỷ rất giàu nó không cục nguyên năng lượng đâu, cái đó là cái về năng lượng bình khí khí một chút xíu rồi nó chữa hàng triệu bệnh. Nó như vậy thì làm sao lấy cái khí này? Ngày xưa mới tìm. Rồi xưa cái lúc đó nó có cái khí, khi có cái khí đó là thuộc trường sinh của đám người, mà lấy được khí là không bao giờ chết. Nó suy nghĩ vậy, gọi là thuyết trường sinh bất lão. Khi mà Mỹ nó qua, thấy kỷ thứ 19 nó qua, Trung Quốc nó hỏi từ khi thế nào? Cái khí trường sinh của tụi bay ra mua thì nó đưa ra cái nội tiên nổ qua. Mỹ thấy cái này làm cái gì? Nó không phải là mình dễ nha, nó bí mật nằm đó. Mình muốn học hết cái này ra, mình học cái 10 năm, 20 năm, mình luyện thành công, mình lấy được cái kiếp trường sinh. Chứ nó không phải là cái sơ đồ đó không. Thì mình có sách đó, mình tập nó gọi là kiếp trường sinh. Thì mình chỉ biết đó là thuyết bí quyết trường sinh của Trung Quốc, là cái sơ đồ đó. Rồi sau đó đem dạng mỗi ngó, rồi bắt đầu tìm hiểu từ từ để tìm ra cách tập để đạt cái đó. Khi mà cái đó làm khi mình hiểu khí vậy thì con người ta trong người nó đều tắm một cách là khí tim, nó có khí của tim, khí tim này thì 37 độ không bao giờ mất, từ giờ tiếp theo diễn biến 37, không phải năng lượng hạt nhân nano nha, năng lượng gì 37 gì tiền này có mấy hạt nhân của Mỹ mà tạo năng lượng 37 của mặt trời hàng tỷ độ, hàng triệu độ, cái này là 37 à, nó không có năng lượng hạt nhân, nó phải quả cái chết mà nó ăn rất ít, nó xài nhiều, sao nó năng lượng kỳ chứ, nó kỳ đó khí của tiền của cái nó đó, trong người có ba cái loại khí, khí của não ở đây nó nóng đúng không phải nè, rồi nó bị sốt rồi đâu mình nóng không, rồi cái đầu riêng là khí, nó khí của thượng năng điện là khí của cái đầu, khí của tiền là cái mâm bảy độ, lấy cái chỗ đó ở đây luôn mấy đâu. Cái hạ thằng điền cũng 37 độ, bởi vậy dưới nằm không nóng 37 độ, anh vô mình tắm sợ nặng, ở dưới nằm bụng dưới nóng nóng sợ, tắm nước lạnh ảo ảo anh. Trung Quốc đã tìm ra, cái người xưa khi con tìm ra trong người có 3 cái năng lượng nóng trong cơ thể, nó gọi là đan điền là cái nơi chúa tiên nơi, tơ nuôi người. Ngày xưa nó không có tự của mình, nó đang có cái đơn, có là một cái thuốc tiên nằm đây làm cho người ta không nên ra, còn đây là
cái thuốc làm cho mình có tình cảm, còn thuốc là sức mạnh. Ở đây là tình, chứ được mình cái tình. Thất tình lục dục nằm ở tâm, là tim. Còn đúng sai nằm ở não, chỉ có đúng sai chứ còn gì. Còn mạnh yếu nằm ở hạ bộ. Trong người có ba cái năng lượng đó thôi, hết, không còn cái nào. Bây giờ suy nghĩ còn cái gì nữa? Ba năng lượng nó nuôi tất cả cơ thể. Mà nuôi bằng cái gì? Là sao nó nóng hoài? Vì xưa trong đạo giáo gọi lửa tam muội, là ba cái lửa không có ở thế gian. Cái nóng nó không có dùng cái máy sấy tóc mà làm cái nóng nó được. Cái nóng nó chữa được bệnh đó. Cái nóng nó chữa được bệnh, nếu nó đúng như vậy là hết bệnh. Nó lên xuống bệnh này, chỗ này lên chút xíu xuống dưới bệnh này, dưới này lên xuống cái bệnh này, dưới này lên xuống bệnh này. Làm sao cái chỗ này ba nó gọi là tam tiêu. Ba cái điểm dưỡng nóng rồi nha. Thành ra trước khi ngủ mình phải tắm một lần, tắm một lần nóng này, nóng đều mới ngủ được nha. Làm một cái này thôi, ba cái gì đó phải dưỡng. Thế nào là tam tiêu? Mà nhiều cái từ trước khi không cái dưỡng gần sẽ hiểu. Ba cái mục đích giữ con người khỏe là tiêu được phải không? Cái bụng mới ấm, cái đầu phải ấm, ấm đều thì ngủ mới ngon. Cho nên nhiều người biết giờ ngủ tối không đắp được đó. Tự nhiên cái nó nghe chè lúc này không hiểu tại sao đó bắt đầu tìm hiểu đó là khí đó, nó ba cái nguồn nóng đó. Bây giờ làm sao giữ nó không vương bình, là không lên xuống thì không phải. Đó là ba cái đầu tiêu điểm đầu tiên, nó gọi là ba cái năng lượng. Bây giờ khí của da bị nào trong người để nha, nguyên cái thân người nó nguyên cái cục thịt bên trong này, nó không phải là khí của thịt và khí của tứ chi. Khí tứ chi là nó xa thân. Để ý là cái thân mình nó là của kỳ tinh, cái thân này là cái cục cái thân này là kỳ tinh, thành ra không cần 12 kinh trong sống, chặt tay trong sống cái kỳ tinh là nó gốc sự sống của con người. Xong cái tay kinh, cái tay đó để kiếm tiền, cái tay này trong người những cái tay nó làm ra vật chất, thành ra cái người mạnh tưởng cái thông minh nó ra một cái ngó mặt mình nó bó đó, cái tay y mặt mình luôn, là cái bàn tay nó là bàn sao, đó là cái máy tinh của nó, khả năng người một giỏi ngón tay. Từ đó bắt đầu luyện khí công tay này, ngón tay được cái ngón tay mà nó y như thế nào là ở trong sau ở ngoài vậy thì người nó khỏe cho cần nhạc thì thôi. Còn ở trong mình ngó mình nặng không ta, tay thật là những người tay mình ngó mặt mình nó nặng ra được, tay nó xoáy lên. Cái đó những cái xoáy trong đạo Phật gọi là những xoáy của Phật đó. Xoáy nó hiện ra trong lòng ta, tức là cái sự thông minh nó trổ ra ra. Cái đó là ngũ cầm biến. Vì những người già cái bàn tay chết từ ngoài chứ vô ngón tay nó chưa chết được. Cái tay cầm gì đó, lòng cầm gì không chắc. Thì hoa đà phải tất công ngay cái đầu múc là bị ngủ không biết kiếp đâu, bị móc tay chứ. Bị ngủ không biết không phải là 5 loài thú đâu. Nó bắt trước ngón tay của 5 loài thú, chứ không phải là 5 loài thú công. Ngủ không biết chứ không là cái trừ nó che lại cái bí mật bên trong. Nếu để vậy thì mấy ông vua không có đốt cái tài liệu này đi. Thú làm gì, đốt làm gì. Nhưng mà cái khí này là cái bí mật đó là cái gì. Những người mà thông minh ngày xưa họ đưa vô những cái từ trong tâm linh để nó che cái bí mật của vũ khí. Chứ nhiều mấy ông vua dốt đốt hết thì mất hết, không truyền được cho người sau được. Thứ nhất giấu trong dạng thú, thứ hai giấu trong dạng cái gì là cây cối, đường nó vẽ cây vẽ cối, thứ ba trong kinh. Do đó đại điện khí công mà quý vị muốn kiếm khí công đó, mấy vị điện kiểu khí công không có đâu, kiếm chữ kinh. Huỳnh Đình Kinh là sách khí công á, thật nó phải là kinh Phật. Huỳnh Đình Kinh Thái Thất Kim Hoa Tông Chỉ cũng là kinh, toàn là trong kinh không, trong đó có những cái từ nó người trong khí công đã phải hiểu được. Những tài liệu khí công nổi tiếng nằm trong kinh hả, mà bây giờ những cái kinh giống như mấy cái kinh mình chắc nó đọc đọc có loại kinh mình chuyển khí công là cái kinh khác. Thành ra nhiều người gõ khí công điện ra Trung Quốc, mình gõ khí công là cái tiếng sông này. Ngày xưa nó gọi là phép tu tiên, những kinh loại kinh, loại cái kinh dạy người ta này kia để ta thì đọc trong đó nó chỉ đương biết để khỏe ra. Thì bây giờ trong con người nó phân ra có 12 trạng phủ, có 12 kinh, 12 kinh mạch. Do đó khí công không bao giờ có thức 13, thấy không?
đi. Thì kinh kinh 12 thất rồi. Kỳ kinh có 8 cái bình chứa trong người thì có 8 thất, bắt đầu cộng không có thức thứ 9. Do đó cái công không bao giờ có trên số 12 và số 8. Hết rồi. Thành ra ai thì nói cái thức 13 là xạo, mà hàng triệu năm sau cũng 12 thức, cũng có 8 thức. Kỳ kinh có 8 cái kỹ thuật để làm cho thông 8 kỳ kinh, và có 12 thức thông 12 kinh. Và 12 kinh nó nuôi 12 tạng. Kỳ kinh nó nuôi sự thăng bằng của mình. Nuôi con người có sự thăng bằng và sự thao tác này. Trước khi có muốn thao tác cái tay người cũng cân bằng nữa. Chứ mà muốn vững thì cái tay nó một cửa nó chỉ giờ đứng ý, giờ nó ngã mà giờ ngã kia. Cái đứng đó là cái kỳ kinh. Cái bình nước nó đầy thì đứng vững, nó không có nước thì xô đổ thì nó đầy đứng vững. Cái này là kỳ kinh, nước nó đầy là kỳ kinh tốt. Khi nó đứng vững thì cái tay nó vừa giờ tốt. Tấn pháp trước rồi mới thủ pháp sau. Tức là cái kinh đứng vững cái tay mới làm việc được. Chỉ trong thành phố vậy, cái gì cất chân đi kiếm được tiền, cái chân đi là về ông đá, đi bộ, đi xe, đi xe hơi, nhà lầu, đi máy bay. Cái thằng đi máy bay thằng giàu hơn, cái thằng đi xe hơi chứ. Nhiều xe hơi, nhiều máy bay kiếm tiền mà nó giàu lắm. Thằng đi xe hơi có tiền giàu hơn, thằng đi máy bay, thằng đi bộ. Thấy không? Cái chân. Vì bởi sức khỏe của người chính là cái chân của mày. Mà cái chân là gốc, cái thận, gần cái chân tức là cái quả thận. Còn cái tay mạnh là cái quả tim. Hai cái vùng năng lượng đó mà tim còn lại là đang bình trục, là khí của tâm, khí của vùng dưới là chân, còn khí của đầu không bình. Làm sao qua cái đó nó hoạt động tốt thì không có bệnh. Bây giờ nó đều bình nó cái gì nó ngồi. Có người bây giờ người ta phật trong cái y tế thế giới phần này chỉ có 2% con người không bệnh đó. còn lại 60% đem bệnh để trong người đi làm. Ai cũng có bệnh đâu, đem theo đi làm. Một còn số lại năm đến giếng có 3 loại người thôi, vì sức khỏe phân loại có 3 loại. Cái thằng không có bệnh gì hết nó có 2% này. Còn đa số 60-70 đang quý vị đang ngồi đều có bệnh hết, chắc chắn. Còn cái thằng nằm ở giếng là 3 loại. Bây giờ mình muốn đứng loại nào? Đã đi. Bây giờ sao không bệnh, không bị giỡn không? Bây giờ 10 năm, 20 năm bị không biết thuốc là những bệnh, những bệnh gì. Có nhiều người hỏi những bệnh gì ở đâu, nó khỏe lắm vậy. Không biết mua thuốc ở đâu, nó không mua thuốc bao giờ, nó biết mua thuốc tay ở đâu mà nó biết. Thì thằng đó có bệnh đâu. Thằng hỏi bệnh gì nó không cần là phải giữ rồi đó. Bệnh gì nè, thuốc tay cái này, nó mua gì tôi biết phép. Thứ phí giữ là thằng này nó rằng quá, là thằng này bệnh dữ lắm rồi đó. Như vậy đó, nó đọc như thế. Thì đó là về bệnh. Bây giờ muốn có bệnh làm sao? Ở ngoài cái gì nó có khí hậu, nó có 12 tháng có 12 loại khí hậu khác nhau. Con người có 12 giờ, tức là 12 tháng cụ thể số số ngày. Là sao một năm có 12 tháng gì cũng chưa hiểu. Tại sao có 365 ngày? Trong người có 360 năm có xương thôi. Có 12 tạng phủ mà có 24 giờ trong người, có 24 nút xương thôi. Thành ra nó tự nhiên cái thế giới nó phù hợp với con người mình cũng không thể tìm ra. Bởi vì con người mình có 24 nút xương. Trần Hy Vi chế ra cho mạnh mỗi nút xương có 24 thế ngồi. Ngồi thì sao cho mỗi nút sống mạnh. Một tháng có 2 thế ngồi thôi. Gọi là thế ngồi của Trần Hy Vi chứ nên người ông Trần Đoàn này sáng tạo cái sơ đồ chạy cực. Ông nói chỉ cách ngồi để không bao giờ ngồi thôi và ngủ. Ông Trần Hy Vi có hai cái chiêu, ông giỏi về võ thuật, mà thứ hai ông chuyên luyện nằm và ngồi, không bao giờ ông đã trùng về sức khỏe. Bởi vì cái gì học cái công không biết Trần Đoàn sức khỏe Trần Đoàn là ông đã ngồi và nằm không bao giờ được, ngồi không bao giờ được. Còn mình đi ngồi trong phòng mình thấy hóa cổ tùng lưng hay gì kìa, ông ngồi có cái mà nó có mỗi một cái ngồi trong một đốt xương. Mình coi cuộc sống này 24 đốt, ông có 24 thế ngồi. Bắt đầu mình thấy kỳ, tại sao ông có 24 thế ngồi để cho mạnh 24 đốt xương. Rồi chỉ kinh kinh là sao có 12 thức cho 12 đại. Làm mạnh 12 đại. Chứ không phải chung chung là 12 thức chỉ kinh là mạnh 12 đại. 8 thức bắt đầu cộng mạnh cho 8 kỳ kinh, tức là 8 cái kỳ kinh cho người mình. Kỳ kinh là cái gì? Sự thăng bằng bốn góc của mình. Đứng một chân không té là kinh duyên duy, không duy cuối trước cuối sau mà vẫn được là ông Kiều Dương Kiều,
rồi ngửa là sao, ngửa trước xoay tròn không té là đới mạnh. Cái tự nó vậy đó, con người không có bằng là kỳ kinh thua đó. Tiền đình là kỳ kinh là choáng, đứng một chân té lên té xuống, người chỉnh té bên phải là gan căng khí yếu, người mình xì cái ma túy té bên trái choáng là té bên phải, còn uống bia là té bên phải, thận yếu té phía trước, tim yếu bật ngược là sao, đó là sự tám kỳ kinh.